đội thủy Quỳnh Hải thì bắt từ năm 97 đến nay bắt trên 2.000 vụ, khoảng 4.200 tên các loại trộm nè, cướp nè, rồi băng dân hầu nè, phá nhiều băng dân hầu đòi nợ thuê nè, thu hàng chục cây mã tấu và dao, súng điện, nói chung ra là nhiều nhiều lắm. Nhưng mà tôi nhớ nhất ở trong đời là tôi bắt được một vụ cướp taxi đầu tiên của cả nước và của tỉnh Bình Dương, được thiếu tướng Nguyễn Việt Thành đến nhà thăm hỏi và động viên, tặng bằng khen của Bộ Công an. Phương thức hoạt động của tội phạm hiện nay là nó quá manh động, nói chung quá manh động, nó coi về, nó mở mạng là nó coi ở nước ngoài rồi phiên hành công hành động, rồi bây giờ nó làm y như vậy. Mà nếu mà mình đi bắt tội phạm thì mình đi theo đối tượng mà tình nghi cướp giật trên đường á, thì mình đi theo đối tượng, mình phải nhìn kiến hậu, nhìn tới nhìn lui ở sau lưng mình coi có đồng bọn nó không, thì trước khi mà nó ra tay nó cướp giật thì mình truy đuổi mà để đường đông á, thì giữ phân cách nó để cho người tham giao thông đừng có gây tai nạn, mình gây tai nạn với người tham giao thông và tên cướp cũng không có bị gì hết á, thì mình lựa đường vắng thì mình ép vô, mình bắt khống chế hai tay nó trước đi, rồi mình cột lại, mình kiểm tra trong người nó có dao này kia. Đó cái là đối tượng nguy hiểm nhất, là nói chung là bắt cướp trên đường mình không biết ai là có dao có đồ chơi trong người, thì nói chung là mình phải phá tay nó trước đi rồi tính, không chế nó phá tay đi trước, đừng cho nó học tay túi là lấy dao đồ ra nó đâm chém mình, nên mình phải rút kinh nghiệm là mình phải khống chế hai tay trước chứ không có để cho nó lòi hai tay ra, nếu mà lòi hai tay ra là nó sẽ đâm mình. Thời gian gần đây là mới vừa rồi tôi và đồng đội bắt được 4 tên cướp cầm cây ba khúc đánh một võ sư, cướp một cái chiếc xe Novo tại phường Phú Hòa, thành phố Một, tỉnh Bình Dương, và giao cho công an phường Hòa giải quyết xử lý. Chỗ này lúc nào cũng đi trên đường phải cảnh giác, phải nhìn tới nhìn lui coi có đồng bọn, nhìn kiến hậu rồi theo, chia nhau anh em chia nhau để theo cho bằng được, để nó ra tay là anh em sẵn sàng khống chế bắt, giao cho công an gần nhất.